Mến chào cô chú và anh chị quay trở lại kênh Văn Trường Vlog. Hiện tại mình đang có mặt tại 188 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, ngay địa điểm của cô gái bán xôi dĩa hè đẹp như hoa hậu. Thì hôm nay là ngày thứ tư thay đổi địa điểm mới. Xin mời cô chú và anh chị cùng nhau theo dõi. Cái bữa đầu là quay Hương Lộ 3 mà bữa đó đang quay đô thị tới đó. Rồi qua ngày sau đổi địa điểm luôn. Bữa nay em ăn ngay ngay nghe nha Trường Thanh. Hôm nay là về chứ. Ngay ngay nhưng mình đã gọi là xôi xéo mà. Từ phải quay xéo. Quay chị ăn xôi gì nè chị ơi. Xôi xéo. Dạ. Ok, đợi em xíu nha. Sáng nay mặc dù là ngày lễ nhưng mà khách cũng tới ủng hộ rất là đông cô chú ạ. Đóng xe đóng xe mà sáng thì mấy đó đi đường để có kẹt màu chơi không có bên chú dành chị có đi nghe bình dân đó chị ạ, cần ghé ủng hộ bình dân ăn no. Rồi của chị ba gói đây. Của chị là hai xéo, một xéo bắp, một bắp một xéo, dạ ok chị. Hai đứa đi về đi. Một bắp một xéo của chị này nè, chị tới rồi, để tụi nó đợi làm đá chuối cho bé. À, hôm nay chỗ Ngô Dung bán xôi có mở thêm bán gạo heo. Bắp một xéo. Đây là cà phê Đắk Lắk nguyên chất, cà phê đen 10k, cà phê sữa và cà phê phú đồng giá 15k. Cô chú đi ngang ghé ông phòng. Hiện tại thì khách đến mua hàng rất là đông và anh em vui thích anh tới rồi rất là nhiều cô chú làm việc. Em chào mọi ba hai người xem nha, em cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ like của em ạ. Cái này xôi bắp nè. Đi làm đã chú lâu quá. Mấy chú đi làm lâu quá. Bà xếp bà bắt tập. Bốn xéo cho anh chị lấy tiền hết rồi. Vậy xếp giá lên cho bé. Dạ, đóng mắt con, ngưng hơi rồi. Anh ơi, có gì ạ? Hai gói xôi xéo. Một gói ạ. Nó ngủ dễ gì vậy? Nói buổi sáng mai bán phụ chị mà không thấy đâu. Lấy xe lên xôi xéo thôi. Lên xôi xéo. À, địa chỉ mới của cô bán xôi là 188 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, cô chú anh chị. À, đây là địa điểm mới và cũng là địa điểm bán cố định do địa điểm hôm trước bên Hương Lộ 3 thì do đô thị không có cho bán. Dạ rồi ạ. À, của mình là của anh kia một xéo, còn anh này một bắp. À,
không bị đá. Đọc con một xéo đây. Ở đây có cà phê muối với bà xíu nữa nha anh nha. Bắp tay của anh đây, tôi bỏ cà phê cho anh luôn. Dạ, mình ăn cái gì ạ? À? Có sao bắp, có sao xéo ấy chị? Một sao xéo ạ. À? Làm đá chuối đi Út ơi. Cái đó bé lau sơ qua hết rồi mà. Ờ, một cái mà bé lấy ra đi móc cái mới rồi. Dạ, mình ăn số gì ạ? Dạ rồi ạ. Cho cô này một gói này đi ơi. Làm vừa đủ rồi. Đây một xéo của chị kia. Rồi, áo sáng. 15 ạ. 2 gói xéo. Dạ 30 ạ. Cái này là xéo đúng không? Đúng rồi, xéo luôn. Bỏ một luôn. Của mình xéo một bắp đúng không ạ? Một, hai loại. Dạ. Cột lại một cái, còn một cái để đây cho bé. Giờ dạ yeah, ok chị. Ờ, một cái một bắp giờ làm ba sao bắp cho. Đúng rồi. Cho chị một xé một bắp trước nha. Đi trước. Dạ. À, một xéo một bắp ông hành phi luôn. Dạ. Ờ cái đó đó bạn đây. Nó cho gì ạ? 15 ạ. Một xéo. Dạ rồi. Bắp không hành phi của chị nhỉ? Rồi. Của chị này hai bắp ok rồi. Không hành phi bỏ đi 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 nha. Cái này đây nè. Cái này hai bắp của chị. Một xéo không hành phi nữa đúng không? Của chị này hai bắp. Hai con anh ơi một xéo đúng không? Một xéo hết rồi nha. Đổi điểm rồi ạ. À. Khách quen khách đục ở bên kia luôn. Không đúng không? À. Không hành phi đây. Anh chơi gì anh ơi? Một xé một bát. Hai xé một bát. Ok. Thank you.
À, cô chú anh chị xem nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Con 15 có tiền không? Con 15 có tiền không? Em cảm ơn nha. Anh là của anh này. Một bát chưa hả? Đi cài cho anh hai quản lý vô cái hả? Theo cái đang bán thì mới bán xong đây. Là làm gì đây? Cho bé Tường nữa. Cái tên gì ạ? Một cái mình 3 phần là 45 ạ. 3 phần. Một xéo chai và bắp bình thường anh. Vừa làm thôi. Một xéo chay này, một bắp bình thường. Một cái chay là bắp bình thường, bắp bình thường. Chưa có giấy, không có cơ, sao cái này lâu thế? Này bán thêm cà phê nữa hả? À, bán thêm cà phê. Cà phê đắt lắm. Về đi. Em cà phê không? Cà phê gì ạ? Cà phê gì ạ? Hôm nay địa điểm tại cô gái bán xôi thì có bán thêm cà phê cho chú anh chị, cà phê đen, cà phê sữa, cà phê đen giá 10k, cà phê sữa giá 15k. Cô chú anh chị có đi ngang nhớ ghé ủng hộ. Cà phê đen nếu bán 10.000, cà phê sữa, cà phê muối, cà phê xỉu nếu bán tổng giá 15.000. Đây cà phê đen, lấy số gì ạ? Anh lấy số gì ạ? Đi chung hay là lấy số gì? Đi chung. Thank you.
Nay lễ mình vẫn bán luôn à? Dạ, lễ mà bán ạ. Đây ly cà phê thôi. Đây có cà phê đen, cà phê sữa, cà phê muối ạ. Cà phê đen. Đây cũng ngon đấy, ngon. Đây không ngon, không ngon ạ. Đúng không? Nó có tầm lão cũng được. Nó có tầm lão thì là
tươi gì chị? Cho chị phần tươi bắp. Hai phần tươi bắp này xíu xíu. Sữa. Hai phần tươi bắp. Dạ rồi ạ, hai phần tươi bắp. Đấy chưa? Còn 2 phút nữa. Gây rối trật tự.